Hello, it's me Tony MIT. Xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước kho của Mạnh Tuấn nha. Mấy hôm nay thì Tuấn liên tiếp trả nợ cho các bạn ha. Các bạn order hàng, các bạn yêu cầu những cái chai nước hoa mà các bạn tò mò nhất. Và tới bây giờ thì Tuấn phải trả nợ cho kho tổng Dubai. Vì kho tổng Dubai đã gửi cho Tuấn một chai nước hoa yêu cầu Tuấn review cách đây cùng cả tuần rồi. Tuấn ngâm tới bây giờ Tuấn mới review luôn. Đây là một chai nước hoa đến từ một thương hiệu mà Tuấn đã review những cái chai trước đây rồi. Đặc biệt là cái line Amber Oud của cái nhà này, đó là nhà Al Haramain. Còn cái line kiến ba khoang, má ơi, mọi người cẩn thận nha. Mùa mưa Sài Gòn thì chúng ta sẽ dễ xuất hiện kiến ba khoang. Nhà Tuấn hôm qua tới giờ Tuấn bắt được 2-3 con rồi đó. Cái loại kiến ba khoang này rất là nguy hiểm, khi mà nó chúng ta vô tình chúng ta gãi và chà nó trên cái da thì nó sẽ gây phồng dột và lở loét rất là đau. Đặc biệt là những người mà dị ứng với kiến ba khoang là nó sẽ bị, hồi xưa ông anh hai của Tuấn á, bị kiến ba khoang mà làm nguyên cánh tay này nó lở luôn nè. Nó rất là nguy hiểm nha, mọi người cẩn thận và chú ý, nhà có em bé thì càng phải chú ý coi có kiến ba khoang nhà không. Và cái cách mà chúng ta diệt kiến ba khoang bằng cách là chúng ta đốt nha. Lấy hột quẹt, đốt nó cho nó khô và mình quét nó đi. Chứ không có chà xát hay là không có ấn đè nó cho nó bị cái dịch ở trong cái con kiến ra thì nó rất là độc. Nếu mà chúng ta vô tình chạm phải thì nó lên da, nó sẽ gây nổi mẩn, nổi dị ứng. Ok, quay lại với vấn đề chính ha. Đây là chai nước hoa clone của Aventus For Her. Aventus thì nổi tiếng quá rồi, nhưng mà Aventus For Her thì một cái phiên bản nữ của Aventus nó không được nổi tiếng mấy. Hình như các bạn nữ thì cũng chuộng chai này và được xếp vào trong top 10 hay top 20 gì đó nước hoa nữ cần có. Nhưng mà thực sự là cái chai Aventus For Her Tuấn chưa được thử và Tuấn cũng không quan tâm luôn. Trước giờ thì Tuấn chỉ review những chai nước hoa mà mình đem về mình xài. Có nghĩa là cái bộ sưu tập này Tuấn mua về và Tuấn thực dùng để Tuấn review đến với mọi người. Đó là lý do mà nước hoa nữ Tuấn không rành. Nhiều bạn hỏi là ở chai Gucci Bloom mùi sao, chai Scandal mùi như thế nào. Thì Tuấn chỉ ngửi sơ sơ hay là Tuấn có biết sơ sơ thì Tuấn nói thôi, chứ không có thể nào mà rành bằng những cái chai nước hoa nam hay là unisex mà mình có được ha. Và cái chai này đến từ thương hiệu Al Haramain ở cái line là Lavender. Cái line này thì Tuấn đã từng review một chai Lavender Blanche clone của thằng Creed Silver Mountain Water. Thì chai này là Lavender Farm, một cái chai nước hoa clone của Creed Aventus nữ. Bây giờ Tuấn sẽ tiến hành đập hộp in siêu chai này. Chai này Tuấn nghiên cứu cái nốt mùi sơ sơ thì thấy nó cũng khá tương đồng những cái nốt mùi của chai Creed Aventus, nhưng mà không biết là cái hãng này nó ra Creed Aventus For Her rồi thay vì Creed Aventus thì nó khác nhau nhiều hay không. Để mà nó ok, bây giờ Tuấn sẽ review em clone. Gần như đây là bản clone duy nhất của chai Aventus For Her ha, một phiên bản không nổi tiếng mấy, cho nên cái clone này nó cũng mở ra cái mùi nó rất là thơm, bốc lên, wow. Và thiết kế là một cái hộp nhựa như thế này nha. Chai nước hoa được nằm trong cái hộp nhựa. Và cái chai này thì tông màu vàng gold. Và cái nắp cũng vàng gold và có một cái vòng cao su màu trắng bọc xung quanh. Thiết kế rất là vuông vức và ở đây là một cái lớp thủy tinh, chúng ta có thể thấy được cái mực juice ở phía trong. Thì bây giờ Tuấn sẽ tiến hành một mùi rất là thơm. Tuấn sẽ tiến hành xịt cái chai này lên da. Bên này hồi nãy review chai Supremacy Not Only Intense rồi, cho nên vẫn còn mùi và Tuấn phải xịt ở lên cái cổ tay phải. Thực sự là cái nốt mùi đầu tiên chai này tông mùi khá là sang. Tông mùi khá là sang và nó khá là có một số những cái điểm nó gần gần với lại bản Aventus Nam. Đó là nó đẩy một cái tông mùi tươi mát của cam và dứa và một cái mùi rất là đặc thù của trái lý chu đen. Tuấn nghe rất rõ cái mùi lý chu đen trong chai này. Một cái mùi trái cây mà không có một cái nốt nào gọi là nó nổi bật. Ba mùi, gần như là ba mùi nó được blend cái nốt.
Nó blend ba cái nốt trái cây này khá là đồng nhất với nhau, mùi cam chanh ngang bằng với mùi dứa và ngang bằng với cả cái mùi lý chu đen. Mùi lý chu đen nó rất là dễ nhận ra, Tuấn đã review một số chai có mùi lý chu đen là cái mùi nó giống như cái mùi nó hơi, cái vỏ nó hơi hăng hăng, hơi có hơi lên một chút mùi thuốc bắc nhẹ thôi. Rất là dễ nhận biết và nó Tuấn cảm giác nó giống như là giống gần giống như một cái loại nho mà cái vỏ nho nào mà Tuấn đã từng ăn rồi. Nho Mỹ hay nho gì đó. Thì sau đó là một cái mùi hoa, một cái mùi hoa có thể nghe rõ được nốt hoa hồng, nốt hoa hồng rất là rõ, một cái mùi nốt hồng tươi và hồng, cái kiểu mà hồng mà mùi rất là nữ tính và nhẹ nhàng thanh thanh á. Chai này thì thật sự là lên những cái nốt chua như là trái dứa, cam bergamot và trái lý chu đen, nhưng mà và mùi hoa hồng nó cũng không có tạo cho chúng ta một cái cảm giác chua mà nó là một cái cảm giác khá là ngọt ngào. Trên một cái nền, một cái nền hơi bạc bạc của xạ hương. Một chút ấm mũi, một chút ấm mũi, nó nghe giống như là mùi gỗ gì đó, giống như là một mùi gỗ đàn hương. Nó có một chút kem nhẹ của vani. Một chai khá là hay nha. Cái chai Aventus Forher thì Tuấn chưa có ngửi. Nhưng mà đây là cái chai mà được xem là clone của Aventus và được đánh giá trên Fragrantica là bản clone giống nhất so với bản Aventus Forher, Aventus nữ ha. Và cái mùi nó cũng không quá nữ tính. Nó không quá nữ tính so với cái mùi của mình. Có nghĩa là những cái nốt mùi hoa và trái cây của chai này nó ngọt hơn Aventus, nó giảm bớt cái độ chua. Và nó không lên những cái nốt dày nền của khói hay là của gỗ. Những cái mùi gỗ và những cái mùi nền trong chai này thì nó được đẩy giảm xuống để mà nó raise cái mùi trái cây và hoa lên. Nhưng mà không đến nỗi bánh bèo. Nó không đến nỗi là mùi hoa bị phấn hay là mùi cái kiểu mà mùi nó hơi ngọt cái kiểu của nữ. Tôi nghĩ chai này khoảng 60% nữ và 40% nam có thể sử dụng được. Nhất là những bạn có thể giống cái gu của Tuấn là thích hoa trái cây đồ này kia. Thì chai này nó không phải là nữ lắm. Đặc biệt ba nốt trái cây trong chai này rất là nổi trội, đó là nốt dứa, bergamot và nốt lý chu đen. Trên cái nền hoa hồng và sau đó dry down thì nó xuống một cái nốt mùi xạ hương hơi bạc bạc và một chút ấm của gỗ, một chút thôi, không biết là phải gỗ đàn hương hay không nữa, nhưng mà một chút kem kem nhẹ nhẹ của gỗ và vani. Một mùi khá ổn đó chứ. Chai này khá tốt. Chai này có lẽ là do họ đẩy cái nốt trái cây và hoa lên nhiều hơn cho nên là cái chai này nó thiên về nữ nhiều hơn một chút so với Aventus. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua những đánh giá của Fluentica về Aventus Forher cũng như là cái chai Lavender Farm này của nhà Al Haramain ha. Chai Al Haramain Farm, Lavender Farm được đánh giá 4.15 điểm trên 5, một số điểm khá là cao so với một phiên bản clone. Và giá của chai này thì cũng không có cao, không có mắc lắm ha. Tầm trên 1 triệu là các bạn có thể sở hữu được bản này ở cái dung tích là 100 ml. 100 ml và nồng độ là Eau de Parfum Made in UAE, một cái phiên bản clone Trung Đông của chai Aventus nữ. Và chai này thì wow, chỉ có 117 V, được 4.15 điểm trên 5 trong khi Aventus Forher chỉ được chấm 3.66 điểm trên 5 thôi. Wow, một cái hiện tượng rất là lạ ha. Chai này thì Fragrantica đánh giá ở cái tầm là long lasting, ở cái độ bám và tỏa strong, có nghĩa là tỏa trong bán kính 2 mét. Thì chai này mùi cũng khá là hay. Mùi chai được hãng đánh giá là mùi nữ nhưng mà theo cái mũi Tuấn thì 60% nữ và 40% nam, có thể nam xài được chai này ok, không đến nỗi bánh bèo, không bánh bèo lắm. Tại vì thông thường những cái nốt hoa, những cái chai nước hoa nữ thuần á, thì cái nốt hoa nó sẽ lên cái mùi phấn hay là cái mùi kiểu mùi ngọt kẹo, hay là xét về chai này nó còn nam tính hơn cả chai Amber Woods Gold Edition nữa.
Mà trong khi Amberwood Gold Edition lại là một cái chai unisex cho nam và nữ xài được, nhưng mà đối với cái mũi Tuấn thì Gold Edition của Al Harman thì nó tới 80% tính 90% là nữ lận, nó thiên về nữ nhiều hơn. Còn cái chai này thì Tuấn nghĩ là một cái tông mùi hoa và trái cây rất là thanh mát, dành cho mùa hè, mà nó không nữ tính lắm, nó không đến nỗi là nó hoàn toàn nữ tính, 60% nữ. Thì chúng ta sẽ đi qua những cái tầng hương để coi là trong cái chai này thì họ list ra những cái nhà điều chế họ cho những cái nốt mùi gì vào đây. Tầng hương đầu tiên bao gồm pineapple, trái dứa, đúng như Tuấn cười ra được ngay từ đầu, blackcurrant, quả lý chu đen, cambergamot, ba nốt trái cây đầu tiên và ba nốt hình rất là to trong cái này được bình chọn. Đó là ba nốt mà Tuấn nghe ra rất rõ trong cái tầng hương đầu của chai Lavender Farmer. Và cái nốt trái cây thứ tư ở cái tầng hương đầu đó là wild berries, những cái trái dâu dại hỗn hợp. Thì thực ra mùi dâu dại ví dụ như blackberries hay là raspberry hay là blueberry đồ này kia, những cái mùi dâu này thì nó khá là những cái mùi nó không có, gọi là nó không có một cái đặc thù gì quá nhiều, mùi thanh thanh nhẹ nhẹ của trái cây mọng thôi. Và trong cái chai này thì Tuấn cũng không nghe ra rõ cái mùi wild berries nó như thế nào. Tầng hương giữa bao gồm cedar, gỗ tuyết tùng, freesia, lan nam phi và rose. Mùi lan nam phi trong chai này có thể là Tuấn chưa phân tách được rõ về cái mùi freesia, nhưng mà mùi hoa hồng trong chai này rất là rõ. Còn mùi gỗ tuyết tùng thì thật sự là Tuấn không nghe ra rõ cái mùi gỗ tuyết tùng trong chai này luôn. Tuấn chỉ nghe một cái nốt gỗ rất là nhẹ và có một chút gì đó dày nền kem kem kiểu như gỗ đàn hương. Và tầng hương cuối bao gồm xạ hương, sandalwood có gỗ đàn hương rồi, amber, hổ phách, vani. Cái hậu của chai này thì nó khá là gần với lại bản nam, Aventus nam. Nó chỉ ít đi một phần khói, một chút khói ở trong cái bản Aventus thôi. Và cái mùi gỗ của chai này nó nhẹ hơn thôi, nhưng mà cái hậu nó khá là giống, nó khá là tương đồng. Tóm lại thì đây là một cái chai mà Tuấn đánh giá nó ở cái tầm mức khá tốt về độ bám tỏa của chai này thì Fragrantica đã đánh giá rồi. Về cái tông mùi thì khoảng 60% là của nữ và 40% nam có thể sử dụng được, vì những cái tông mùi nó khá là mang lại cái cảm giác là mùi hoa trái tự nhiên. Nó fresh và phù hợp, cực kỳ phù hợp cho mùa hè. Các bạn nữ nếu xài chai này thì nó rất là khá là đa dụng, chúng ta có thể sử dụng để đi làm, để đi chơi, để đi xem phim, để đi hẹn hò. Nó sử dụng tốt vào 3 mùa, đó là mùa xuân, mùa thu và mùa hè, chứ không có, Tuấn nghĩ là nó sẽ không kích hoạt được những cái nốt mùi này trong thời tiết lạnh ha. Và chúng ta 3 mùa thôi là từ sáng tới chiều rồi là cũng là thuộc dạng là cũng nhạt khủng rồi. Và nó cực kỳ phù hợp với lại môi trường, nó cũng khá đa dụng, chúng ta có thể sử dụng trong môi trường văn phòng cũng như là ra ngoài, cái mùi này cũng rất là fresh. Với cái độ bám tỏa như chai này thì chai này nha, chứ không phải là Aventus for her nha, bám tỏa khá tốt ở tầm long lasting và strong, thì chai này xứng đáng để mua. Với cái mũi của mình thì chấm chai này được 8.5, một chai đáng mua cho các bạn nữ. Nếu các bạn không có muốn xuống tiền nhiều để mua Aventus for her thì có thể mua cái phiên bản Lavender Farm của nhà Al Harman. Đây là cái chai mà lần đầu tiên Tuấn cầm trong tay để Tuấn review một chai nữ clone của Aventus for her, và Tuấn có cái thiện cảm khá tốt với cái chai này. Độ bền mùi trong chai này khá là tốt nha. Nãy giờ Tuấn quay đi quay lại cũng đã hơn 15 phút và cái độ bền mùi của chai này nó chỉ mất đi một chút mùi fresh của nốt trái cây ban đầu thôi, và bây giờ cái mùi nó khá là bền vững. Một chai đáng mua, 8.5 trên 10 theo cái thang điểm của Tony Almighty, và một chai khuyên dùng cho các bạn nữ ha. Đây là cái chai mà Tuấn nghĩ là nó sẽ có cái độ tuổi khá là trẻ trung, các bạn học sinh sinh viên có thể mua được chai này để sử dụng rồi. Mùi rất là dễ thương, có chiều sâu và nó khá là fresh, nó khá là nịnh mũi, nó khá là nịnh mũi. Đây là một cái chai mà so với những cái chai designer thì Tuấn nghĩ nó ăn đứt luôn. Cái bản gốc của Aventus for her thì mình chưa biết, mình sẽ tìm để mình thẩm mùi để coi nó độ giống khác như thế nào. Nhưng mà đây là một cái chai mà thực sự khuyên dùng. Tất cả những thông tin gì về order và review nước hoa thì mọi người hãy liên hệ vào những contact Tuấn để ngay dưới đây. Chai này hiện đang có hàng và đó là lý do mà kho tổng Dubai đã gửi chai này cho Tuấn review để giới thiệu đến mọi người.
Một chai nữ nên có, một chai nữ nên có, hiện đã có hàng và giá tốt. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại vào clip sau. Siêu. À, mặc cái bánh bèo để review chai bánh bèo ha. Áo này là má mình mua bên Mỹ. Kêu má mình thì rất thích những cái tông màu mà nó luminer, cái kiểu mà chói lọi kiểu này. Thì má mình kêu gửi cái này cho mày để mày mặc mày ở nhà hay là mày đi ra mày đi tập thể dục cho xe khỏi đụng. Ok, một cái bánh bèo để review cho bánh bèo. Hẹn gặp lại. See you.